Một chiếc thẻ đỏ đã được rút ra cho Huỳnh Tấn Tài. Một quyết định rất dứt khoát của trọng tài Viết Xuân. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương. Không thể thay đổi được. Không thể thay đổi được. Phạt đền thay đổi được quá nặng không? Quyết định của trọng tài Viết Xuân đã được đưa ra. Một chiếc thẻ đỏ. Tình huống phạm lỗi của Huỳnh Tấn Tài. Nhưng chúng ta một lần nữa được thấy sự ăn ý của Giovane và Pedro Paulo được thể hiện trong pha bóng này. Một pha tỉa bóng của Giovane đặt Pedro Paulo vào tư thế đối mặt. Và Huỳnh Tấn Tài đã có một tình huống phạm lỗi từ phía sau. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp dành cho đội trưởng bên phía câu lạc bộ Sài Gòn. Và Viettel đứng trước cơ hội để có được bàn mở tỷ số. Pedro Paulo đang đứng trước cơ hội để mang về lợi thế cho đội chủ nhà. Pedro Paulo và Hoài Anh. Cơ hội để Pedro Paulo có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Pedro Paulo. 1-0 cho câu lạc bộ Viettel. Rất chính xác. Bàn thắng đã được mở ở phút thứ 68. Một pha phối hợp ăn ý của Giovane và Pedro Paulo. Và Pedro Paulo đã bị phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấp phạt đền. Pedro Paulo đã mở điểm cho đội chủ nhà. Một pha dứt điểm rất lạnh lùng, cực kỳ chính xác. Bóng đi sệt. Thủ thành bên phía câu lạc bộ Sài Gòn, Hoài Anh đã đổ đúng hướng nhưng không thể cứu thua cho các cầu thủ đội khách. Sài Gòn bị dẫn trước và họ còn bị mất một người nữa. Khó khăn là rất lớn cho các cầu thủ đội khách trong trận đấu ngày hôm nay.